Vâng, và chúng ta tiếp tục với chương trình tôn vinh các FBO trong chương trình Đại hội FBB Việt Nam 2020 vào đêm hôm nay. Và cấp bậc tiếp theo chúng tôi muốn được tôn vinh và mời lên sân khấu này, đó chính là cấp bậc sau quản lý. Là cấp bậc gì vậy? Cấp bậc gì? Nghe chưa ta... rõ. Cấp bậc gì? Vâng, khi mà chúng ta bảo trợ, đúng không, phát triển được 2 tầng 1 lên cấp bậc quản lý thì lập tức chúng ta được thăng lên cấp bậc, đó là Senior Manager. Và bây giờ xin mời các anh chị có tên sau đây đạt căn quan cấp bậc Senior Manager cùng tiến về sân khấu ạ. Vâng, tân Senior Manager đầu tiên chúng tôi xin được chúc mừng và mời lên sân khấu, mang mã số 415272, Trần Văn Liệt. Xin được chúc mừng và tôn vinh tân Senior Manager với mã số 707084, Đinh Ngọc Văn. Xin được chúc mừng tân Senior Manager mã số 958656, Hầu Sinh. Xin được chúc mừng tân Manager với mã số
từng senior manager với mã số 990840, Trần Thị John và Bùi Văn Tài. Xin được chúc mừng tân senior manager mã số 970367, Giang Thị Dí và Marcel Lữ. Xin được chúc mừng tân senior manager với mã số 973307, Trần Mạnh Cường. Xin được chúc mừng senior manager mã số 978439, Bùi Thị Hồng Gấm. Xin được chúc mừng và tôn vinh tân senior manager với mã số 107585, Trần Thị Thu Lành. Xin được trân trọng kính mời ban lãnh đạo công ty Lô Hội cùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lô Hội và Trương Thị Nhi tiến về sân khấu để cùng tôn vinh và chúc mừng cho các tân senior manager của chúng ta. Xin mời người chủ tịch công ty GreenTech, ngài John Chin Tê cùng tiến về sân khấu để tôn vinh cho các anh chị tân senior manager của chúng ta. Đầu tiên sẽ được tiến lên phía trước. Xin mời tân senior manager với mã số 415272, Trần Văn Liết cùng tước về phía trước ạ. Bên này đâu ạ? Những tràng vỗ tay của các anh chị đâu ạ? Chúng ta cùng vỗ tay để chúc mừng cho tân senior manager. Vâng, cảm ơn. Và xin được tiếp theo, xin được mời tân senior manager với mã số 707084, Đinh Ngọc Văn. Các senior manager của chúng ta rất tuyệt vời các anh chị. Ngoài việc phát triển lên cấp bậc quản lý còn giúp đỡ cho hai tuyến dưới của mình đăng quang cấp bậc quản lý, đó là một thành quả rất là đáng công nhận. Một tràng pháo tay cho Đinh Ngọc Văn ạ. À, vâng, và tiếp tục chúng tôi xin được chúc mừng và mời lên phía trước tân manager mã số 958656, Hầu Sinh. Vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Chúng ta sẽ cùng hô senior manager đều ạ. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, tiếp theo xin được mời tân senior manager với mã số 990840, đôi vợ chồng Trần Thị John và Bùi Văn Tài. Rất mong là khi các anh chị chúng ta nghe sướng danh tân senior manager nào thì chúng ta hãy mổ một tràng vỗ tay thật to vì họ xứng đáng nhận được sự cổ vũ và công nhận của các anh chị, được không ạ? Tiếp theo xin được mời tân senior manager với mã số 970367, Giang Thị Dí và Marcel Lữ. Hai vợ chồng chúng ta rất tuyệt vời ạ. Chúng ta cùng làm, chúng ta cùng đạt những thành tích ạ.
Vâng, tiếp theo xin được chúng ta được chúc mừng và tôn vinh tân senior manager với mã số 973307, Trần Mạnh Cường. Những giây phút rất là cảm động các anh chị, rất là cảm xúc. Anh Cường sắp khóc rồi các anh chị. Một tràng pháo tay dành cho Trần Senior Major Trần Mạnh Cường ạ. Vâng, và chúng tôi xin được chúc mừng tân manager và mời tiến lên phía trước. Mang mã số 978439, Bùi Thị Hồng Gấm. Manager chúng ta number one thì senior manager chúng ta có number one không ạ? Senior manager, senior manager, senior manager. Vâng, và cuối cùng xin được chúc mừng và tôn vinh senior manager với mã số 107585, Trần Lê Mai. Vâng, xin mời các tân senior manager chúng ta cùng tiến về phía trước để chụp một bức ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo công ty ạ. Xin được chân kính mời ạ. Vâng, tôi nghĩ mình thành công đã là một niềm hạnh phúc rồi. Nhưng mà mình giúp người khác thành công lại là niềm hạnh phúc dâng lên gấp đôi các anh chị. Chúng ta sẽ nên một tràng pháo tay thật là lớn để tôn vinh các tân senior manager của năm 2020. Yeah. Liên tục nữa, liên tục nữa. Lớn lên các anh chị ơi. Lớn nữa lên các anh chị ơi. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng các gương mặt, các FBO đã đạt lên cấp bậc tầng senior manager của chúng ta ngày hôm nay. Thật tuyệt vời, đã là một thành quả mà chúng tôi rất tự hào các anh chị, và chúc cho các anh chị tiếp tục gặt hái những thành quả lớn hơn nữa trong sự nghiệp kinh doanh với Forever. Và chúng tôi xin được cảm ơn ban lãnh đạo công ty Lô Hội, xin được cảm ơn tổng giám đốc Trương Thị Nhi và mời tất cả quý vị về vị trí an toàn.